chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hiện tại mình đang đứng trước cái quán cháo vịt cả nhà. Thì hôm nay mình rủ ông anh bạn đến cái quán cháo vịt ngay ngã tư tiệm rượu phường 1 của thành phố Trà Vinh cả nhà. Rồi mình mời cả nhà vô quán cháo vịt cùng ăn với hai anh em mình ha. Đó, quán cháo vịt bên đó đó cả nhà. Còn ở đây là đèn xanh đèn đỏ, phường 1, thành phố Trà Vinh. Rồi, em làm luôn rồi hả? Chưa hả? Làm hai tô cháo luôn. Với cái này của em luôn hả? Không phải. Dạ dạ dạ. Làm cho giữ gỏi lớn luôn đi. Hai anh em ăn. Ở đây mình bán lâu chưa chị? Chắc cũng mấy chục năm rồi ha. Dạ. Để em quay cho mọi người xem. Buổi chiều mình bán được. Buổi chiều mình bán được bao nhiêu con vịt chị? Dạ. Vậy là bán cũng đắt ha. Ồ, nồi cháo quá to nè. Nồi cháo đầy mà giờ chỉ bán còn nửa nồi hả? Phân nửa rồi đó. Dạ. Gần phân nửa chứ chưa được. Dạ. Vậy là chị bán cũng khá là đắt cả nhà. Qua em có qua cái quán bún riêu cua của bà Ba ăn nè. Cả nhà mình nay ở thành phố Trà Vinh thì cứ ghé quán của chị ha, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ ngã tư tiệm rượu cả nhà. Ngày xưa em ở phường tư mà tại sao em không biết đây ta, chắc lâu quá em quên luôn. Còn anh Linh này ngày xưa anh chạy xe cho ông Hai Trung Hưng, anh nhớ, anh ghé đây anh ăn hoài nữa. Vậy hả? Dạ. Ngày xưa em ở ngoài Long Bình á, ngay chỗ khu du lịch Quỳnh Kha đó. Dạ. Tại vì ở đây thì bán lâu lắm rồi, hai mấy năm rồi. Dạ. Quay. Dạ. Bình thường vậy đó. Chỉ... Dạ, dạ. Chỉ có bán bình thường vậy đó. Đâu có gì đâu. Dạ. Quay cho bà con trong nước ngoài nước xem cho vui vậy mà. Hả? Có hả? Rồi có gan luôn. Rồi. Rồi mời bà con ăn cháo với. Rồi anh em mình mời cả nhà dùng cháo với anh em mình ha. Đúng rồi. Cái cá rút. Mấy nhà sản xuất bia nó bán ế nữa hả? Dịch quá. Cái gì? Hút chạy vậy. Con trai không có vợ. Cái gì? Vợ rồi không? Đâu rồi? Đây mắc cỡ ghê chứ. Còn mắc cỡ nữa. Hồi nãy em nhìn lộn anh này với anh Hùng chứ quá trời giống luôn. Nãy nhìn lộn anh với anh Hùng ở dưới quá trời giống luôn. Đang gắm vô. Nãy nói anh Hùng đó mà. Gắm vô. Mời cả nhà dùng cháo với mình ha, với anh em mình. Ngon không? Ừ. Phải không? Không, tôi ăn rồi khi tôi ngon, tôi nói ngon rồi người ta không tin, anh nói người ta mới tin. Ngon không? Ăn mau mười mấy, ta ăn mười mấy năm. Ăn ở ngoài cái tải tới giờ.
Ngon thiệt. Ngon thiệt cả nhà ơi. Đó, chỉ bán không phải bán cái tủ này mà chỉ bằng ngồi giường. Nhìn tôi cũng gà đầu có nhiều ke hả? Rồi. Ngon quá cả nhà. Tính tiền cho nha, để tôi trả cho, sẵn cái cáo tôi trả luôn. Tôi lâu gặp là tính tiền đó. Đâu có nhiều đâu. Cơm.
Đây nghe anh ơi. Gặp mình đã thôi. Tiền đi con. Đây nè. Đây luôn. Ở đây luôn, đây tôi tính luôn ba tô đi. Thôi thôi thôi. 75.000 chạy à. 75.000. Ờ cái. Trả cho ông vợ. Mệt không quá. Ba tô có 75.000 cả nhà. Ba tô cháo với hai chữ gỏi. Bình dân. Vậy là chút xíu nó cứ ngắt ha. Có 5.000 cháo gì vậy? Giờ này 4 giờ. Vậy là 5 giờ mấy là cứ ngắt luôn quá. Được ngắt rồi. 5 giờ 15. Trời ơi, nhậu mà nếu không có nhậu cho nó đậu rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 425 anh. Chứ không có gì vừa ha. Nhậu là đánh nhanh rút gọn lắm không? Thôi giờ này giờ ha. Mời cả nhà uống nước. Thôi vậy tôi đi trước à. Mình xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà nếu có yêu quý mình thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Để đón xem những video mới nhất. Rồi mình xin nói lời chào. Hẹn gặp lại video bữa khác nha cả nhà.